Đấy, 8 triệu mấy à. Rồi cái máy nó ấm rồi. Ừ. Cái dòng alpha lốc đen này mà nó gì? Về chở đồ, chở đạc, đi đi gãy cao su, gãy đều rồi, thoải mái vô tư luôn. Sườn nó ngon nha, bọc nè, đẹp lắm á, mới quét ra nè. À, thấy không? Đó. Bụi á, bụi đó. Cái đường dây nó, đường dây nó còn luôn nè. Cái lốc đồ sơn là còn chưa gớt đầu nè. Hồi nãy anh em nó gửi lên nó báo là đầu nồi còn zin luôn. Hồi đụng coi cái nồi nó mở mẹ nè. Cái nồi nồi có gon nè. Nồi có gon rồi. Ừ, nồi mở rồi. Còn cái đầu này zin nè. Đầu zin nè. 8 triệu 8 anh em ơi, mua về đi đi ruộng, đi gãy cà phê, gãy cao su. Chở đồ đồ. Mình lại uống phê ngon lành luôn á. Ừ. Ồ, mà cái ốc cổ nè. Đó thằng ông ta nãy nãy cái cổ đó thiệt chứ. Trời trời. Cổ chưa mở luôn. Biển số nó xa quá. Miền Bắc hết chung đâu. Tới Hải Phòng ngoài. Hải Phòng chung hả? Rồi, Phòng chung mới chịu. Hải Phòng nó giáp với Thái Bình đó. Phòng Bắc rồi. Thái Bình Bắc mà. Quảng Bình đó mới miền Trung. 16 là ở Hải Phòng. Nghệ An là trở ra là Bắc rồi. Ừ. Bình Định. Sườn sơn lót ha, không có mục một nữa. Dành mục à. Ừ, ok em. Vậy hôm nữa có gì anh điện. Quay cái thẻ cũng dính á, không có quay nha, đồng chí vô tấm che ra kìa. 16 thì Hải Phòng rồi. À, gì à? Hàng số 275 hàng kênh đời Hải LC Hải Phòng. LC là huyện gì em muốn biết anh em ơi, để em che lại nha. Nè anh em biết đời C đời Hải là cái gì luôn, em cũng không biết luôn nữa. Rồi che ta lại rồi đó nha, không có để lộ gì nghe các đồng chí ơi. Bộ áo này coi như bỏ đi rồi nha anh em ơi. Kìa, thường lừng. Áo theo xe 8 triệu 8, cái máy dữ lắm. Cái này về anh em chịu khó anh em rửa lai ga từ từ. Anh em mua sumo á. Sumo về cái anh em khoa nhạc ra tí. Đó, khoa tí xăng với xà bông. Cái anh em rửa. Hoặc là anh em chốt đi 8 triệu 8, anh em điện hỏi xăng nè, siêu rửa xe đó đó. 8 triệu 8 mà giờ chứ Trung Quốc giờ anh em mua như vậy, Trung Quốc bây giờ nếu mà chạy ngon cũng phải 6-7 triệu mới được, chứ giờ anh em mua 4-5 triệu nó bèo lắm. Này Quế Thái mới nhận hả? À, máy nè lên đó, được cái sườn gấp không một một ha. Máy không tiếng động hết trời. Nổ. Nè, nồi có con keo rồi nè. Để thôi, để mình nó nói nồi zin. Chỉ có đầu zin thôi. Đầu chưa mở nè. Ủa, lồng đền lên thao đã ha. Thích nhìn cái màu lồng đền. Mà này có chỉnh cò à. Cái này nè mình. Mình làm xe nói chung à, tiền ít tiền nhiều gì mình cũng phải kỹ á, sườn đồ ngon lắm nha, có một đâu hết cái máy à. Nè bình đề đầy đủ nha, càng đây kêu không. Rồi cái này nghe nhớ là cái câu là cái gì cũng kêu, chỉ có cây càng không kêu đây. Nhanh thì chớp nè, cái càng đâu rồi, có cây càng không kêu. Xe này nó không có cây càng lấy gì kêu. Rồi mấy cái đó về gắn vô nha anh em ơi. Đi gãy cao su lá bóp. Lá sợ mà mình đụng chuột xong. Ừ. Bóp vô mấy con chuột nó vô à. Nè, còn đầy đủ hết trơn. Bình mới luôn, bình Gobe luôn. Rồi, lụm nha anh em. Về đi đồng. Nghe lời mi tháo bành bung hết trơn luôn. Chơi vậy đó nó mới ngầu.